Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của cửa hàng longmobi.com. Thì trước khi vào video mới, các bạn dành ra 10 giây để like và subscribe kênh của mình nhé, nhấn chuông. Kênh của mình thường xuyên review các sản phẩm về đa nghe nhạc, music server và bộ lọc nguồn điện sạch. Thì trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng cái music server TXP Mio nhé. Đây là cái music server bán rất chạy tại cửa hàng mình và nhiều anh em mua về còn nhiều bỡ ngỡ và có rất nhiều anh em đặt câu hỏi đó. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng một cách cơ bản nhất. Ok, thì đầu tiên thì các bạn nhìn đây là cái music server TXP Mio này, được làm từ cái TV box nhé anh em nhé, đó. Và phụ kiện đi kèm theo nó, em lưu ý nhé, là phụ kiện đi kèm theo nó là có một cái dây HDMI và một cái điều khiển. Đó. Đây là phụ kiện đi kèm với lại TV box, đi kèm với music server TXP Mio. Thì các bạn lưu ý nhé, là hai cái này chúng ta sẽ không sử dụng được với tính năng music server. Đó, chúng ta chỉ dùng hai phụ kiện này dành cho tính năng TV box thôi. Đó, thì khi các bạn cài thành music server thì sẽ không dùng hai cái thứ này. Còn nếu mà các bạn muốn quay trở lại TV box thì gửi mình cài lại thì hai cái phụ kiện này mới phát huy tác dụng anh em nhé. Mình có thể bỏ ra nhưng mà mình vẫn gửi cho anh em để khi nào anh em có nhu cầu quay lại TV box thì mình sẽ cài lại cho anh em. Ok, đó là điều thứ nhất về cái music server TXP Mio. Điều thứ hai nhé, các bạn nhìn thấy trên video này, nhờ anh em mua music server TXP Mio về cắm lên thấy chữ trắng này xong em báo cho mình là bạn ơi nó bị đơ rồi, nó không hoạt động, hay là mình chỉ thấy chữ trắng này đổi hàng cho mình đi. Ok, thì mình giải thích luôn nhé, nó lên chữ trắng như này là hoạt động bình thường. Các bạn phải lưu ý một vấn đề nhé, chữ trắng hiện lên như này là máy đang hoạt động bình thường, vì bản thân cái music server TXP Mio này nó không có giao diện, không có giao diện lên màn hình, nó chỉ có giao diện điều khiển thôi. Đó, thì các bạn lưu ý nhé, là chữ trắng lên như này nó là bình thường. Chính vì vậy các bạn không cần phải cắm cái dây HDMI làm gì cả, các bạn chỉ cần cắm cho mình hai dây thôi. Thứ nhất là dây mạng LAN, thứ hai là dây nguồn, thứ ba là dây DAC USB. Thì đây mình sẽ sâu kỹ hơn cho các bạn biết nhé. Đây là ba cái dây các bạn cần cắm nhé. Cái dây HDMI này các bạn không cần cắm nhé, các bạn rút ra cũng được, nó vẫn chạy bình thường, chả vấn đề gì cả. Đó, vứt cái dây đi này. Đó, các bạn chỉ cắm cho mình thứ nhất là dây nguồn, thứ hai là dây mạng LAN. Cái dây mạng LAN này là cực kỳ quan trọng nhé. Phải có dây mạng LAN thì máy nó mới hoạt động, còn không có dây mạng LAN thì không hoạt động được. Đó, cái TXP Mio là vậy. Thứ ba là dây DAC. Đó, đây là dây DAC. Đó. Các bạn nhìn nhá, cổng phía trước này chúng ta có thể cắm USB hoặc là ổ cứng. Chỗ thẻ nhớ này chúng ta có thể cắm thẻ nhớ, còn đây là cắm DAC nhé. Ok. Thì mình đang nối nó với lại cái DAC NXC03 ở phía dưới này rồi. Đó, đó là về phần kết nối và giao diện điều khiển. Mình nhắc lại một lần nữa nhé, là con TXP Mio này nó không có giao diện điều khiển anh em nhé. Nên anh em không cần quan tâm nó lên màn hình làm gì cả. Và hai cái phụ kiện dây HDMI và điều khiển ấy nó sẽ không dùng được. Đó. Ok, đó là phần kết nối. Còn tiếp theo là phần dò địa chỉ IP các bạn nhé. Đây là một cái phần nó cũng khá là quan trọng, nhiều anh em mua về nhưng mà cũng không biết điều khiển nó kiểu gì. Thì mình sẽ demo trên con Note 8 nhé. Anh em cần phải cài cho mình một cái phần mềm tìm IP nhé. Phần mềm tìm IP ở đây mình có tên là Network IP Scanner các bạn nhé. Các bạn nhìn này, Network IP Scanner nhé. Có rất nhiều phần mềm và nó hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể dò được IP nó. Các bạn chỉ ấn vào đây thôi. Đó. Các bạn sẽ để cho nó dò nhé, nó đang quét. Đây các bạn nhìn thấy chữ số nó đang chạy này. Quét từ 1 đến 255 thì nó sẽ ra tất cả các IP ở trong mạng. Đó, thì các bạn cứ bật lên thôi, nó sẽ show ra bên dưới kết quả. Đó. Thì cái đoạn tìm này thì mình sẽ tua nhanh qua một chút nhé, để cho đến cái phần kết quả luôn cho anh em nhé. À đây, vừa nói nó ra luôn này, anh em nhìn này, nó show ra rất nhiều kết quả nhé. Cứ để cho nó tìm chán đi. Đó, anh em vuốt lên nhé. Anh em để ý những cái tên nhé. Như Apple này, iPhone này thì không phải này. LG, Innovatech này cũng không phải này. Anh em tìm cái chỗ nào mà có chữ Volume Mio cho mình. Đây, anh em nhìn thấy chữ Volume Mio chưa? 192.168.1.12, đây chính là cái IP chúng ta cần tìm nhé. Nhiều anh em dò ra nhưng nó không ra tên. Không ra tên thì chúng ta làm là chúng ta thử từng IP một. Các IP nó chỉ khác nhau cái số cuối thôi, anh em hiểu chưa? Nên anh em thử từng IP một là sẽ ra.
Và đây là mình dò nó ra tên này, Volumio đây. Anh em lưu ý nhé là điện thoại và cái TP-Mio kìa, nó phải chung một mạng, một modem nhé. Anh em không được dùng cái gì nhỉ, cái nối dài không dây với lại mấy cái switch siếc gì vớ vẩn đâu. Anh em cứ nối thẳng vào modem gốc cho mình. Đó, ok. Bây giờ chúng ta đã có địa chỉ IP rồi, 192.168.1.12, thì việc tiếp theo làm gì? Chúng ta vào trình duyệt web nhé. Đối với Samsung ấy, đối với Android thì chúng ta sẽ dùng trình duyệt web Chrome. Đơn giản là có địa chỉ thôi, 2.168.1.12 nhé anh em nhé, nhìn nhé, đúng địa chỉ IP lúc đấy chúng ta tìm nhé. Đó, đây chúng ta đã có được giao diện điều khiển của Music Server TP-Mio này. Đó, ra giao diện điều khiển này đúng không? Đó, đây là xong bước chúng ta tìm được IP của nó, và chúng ta hoàn toàn không cần đến cái màn hình TV. Các bạn lưu ý nhé là hoàn toàn không cần màn hình TV. Đó, xong cái bước này làm gì thì đáng nhẽ là các bạn sẽ phải đặt IP tĩnh, nhưng mình lời khuyên của mình ấy, anh em không phải đặt IP tĩnh vội nhé, không cần đặt vội. Nghe mình đừng có đặt vội, nhớ anh em về đã hấp tấp đặt IP tĩnh vì không hiểu về IP tĩnh là gì hay đặt như thế nào là đặt sai không vào được luôn. Đó, nên là mình khuyên anh em là cứ chơi trải nghiệm 1 tuần đi xong đặt IP tĩnh cũng chưa muộn. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ phải lựa chọn đầu ra. Nó nhiều anh em bảo về bật play YouTube lên nó không ra nhạc. Không hiểu lý do là gì, đây chính là lý do nhé. Anh em ấn vào mũi tên vừa rồi nhé, cái mũi tên ở trên nóc này này. Nên mình đấy, xong em vào phần bánh răng cho mình. Phần bánh răng này này, đấy. Cái phần bánh răng ở dưới này nhé, đó. Anh em tiếp tục vào lựa chọn trình chơi nhạc cho mình. Đó. Đây anh em thấy thiết bị đầu ra chưa? Chỗ thiết bị đầu ra này, anh em chọn cái DAC. Đó, mình đã cắm USB 2.0 rồi nhé. Đó. Đấy, bây giờ ấn lưu lại đây. Đó, nó đã lưu lại thành công. Tiếp theo thì chơi nhạc thì như thế nào? Thì bây giờ mình chỉ hướng dẫn anh em chơi nhạc cơ bản từ YouTube thôi nhé. Còn USB cắm vào thì nó tự nhận, nó chơi nhạc luôn. Thì mình giới thiệu với YouTube thôi. Đó, rất nhiều video mình đã đăng lên đây, anh em có thể tự tham khảo. Bây giờ mình sẽ tìm một ca sĩ này, Quang Lập đi. Đó, tìm Quang Lập. Đó, đã ra rất nhiều video của Quang Lập rồi đúng không? Thế nào? Lâm Một Cuộc Tình này. Đấy, anh em thấy chưa? Nhạc đã ra. Anh em nghe nhạc chưa? Stop. Mình phải stop nhạc nhá, tại vì là chỉ cần một đoạn nhạc dính bản quyền thôi là nó sẽ xóa video, nên mình sẽ không demo thêm nhạc nữa đó. Nhưng mà anh em cơ thể hiểu cơ bản đấy, mình làm thao tác rất là chậm đúng không? Lựa chọn đầu ra và bật YouTube là chơi luôn. Ok. Đó. Và một vài anh em bảo là nó không điều chỉnh được to nhỏ ấy, thì mình nói thẳng luôn này nhé là to nhỏ là việc của âm ly. Còn cái music server này tốt nhất là không để nó can thiệp vào to nhỏ. Tại vì can thiệp vào to nhỏ nó sẽ làm giảm chất lượng âm thanh. Nó tất cả những cái music server cần làm đó là quản lý nhạc, chơi nhạc và đẩy hết ra cho DAC. Còn cái to nhỏ này là không nên can thiệp nhé. Hoặc là anh em nào muốn can thiệp cũng được thôi. Can thiệp vào to nhỏ được, anh em cài đặt nhé. Để mình vẫn giới thiệu cho anh em. Để anh em biết nhé. Đấy, vào chỗ lựa chọn trình chơi nhạc này. Đó. Đâu nhỉ? Đó. Nếu mà anh em kích hoạt cái kiểm soát âm lượng bằng thiết bị khách MPD này, ấn vào đây bật on nó lên ấy, thì anh em sẽ chỉnh được to nhỏ bằng Music Server. Nhưng mình khuyên luôn là không lên chỉnh tính năng này. Đó. Đó, ok, đó là cách chơi nhạc cơ bản nhé. Đó, đấy là mình hướng dẫn anh em cơ bản đây. Thì khi anh em mua Music Server này về thì mình cứ làm theo cái video này thì chắc chắn là thành công thôi, không có gì cả. Đó. Cái video về Music Server thì mình làm rất là nhiều rồi, nhưng đây là video đầu tiên hướng dẫn anh em chơi nhạc cơ bản bằng Music Server TP-Mio. Thì hy vọng anh em thích video này của mình. Và anh em lưu ý nhé là mình có đặt link mua hàng ở trong phần mô tả, có link Shopee, Lazada và Sendor, anh em có thể đặt hàng trên đó. Và lưu ý giùm mình là Shopee và Lazada là không cho mở hàng ra kiểm tra, còn Sendor được mở ra xem nhưng không được cắm thử nhé. Và một phần lưu ý nữa là những anh em nào mua Music Server TP-Mio cho mình, hoặc là tất cả những cái Music Server cho mình ấy, thì nhớ
Báo mình đưa vào group để hỗ trợ nhé. Group của mình hỗ trợ giải quyết các thắc mắc về trong quá trình chơi nhạc như bằng TechBio. Đó thì hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.